mình. Thì hôm nay mình sẽ nói về nón bảo hiểm chứ không nói về xe. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho hai anh em hai cái nón, một cái nón tầm trung và một cái nón cao cấp. Thì thường anh em mua nón bảo hiểm á, gọi là thời buổi này anh em hay bị cuốn vào cái gọi là cái chuẩn đót này nè. Đó, cái chuẩn đót này thật sự ra nếu mà anh em tìm hiểu á, nó là một cái chuẩn của Hoa Kỳ. Thì cái chuẩn này nó chỉ có tác dụng bên Mỹ thôi. Tại vì ở bên đó thì khi bạn dán cái tem này lên thì bạn phải có trách nhiệm về những cái việc kiểm định cái chuẩn đó. Là ví dụ như bạn sản xuất ra 1.000 cái nón thì bạn phải kiểm tra làm sao để đủ tiêu chuẩn, tự kiểm tra nha. Rồi các bạn dán cái tem nó lên, rồi các bạn tung ra thị trường, và bộ kiểm định nó có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Nếu sai và không đạt chuẩn thì nó phạt thôi. Còn cái việc mà nó lưu hành ở Việt Nam mình thì cái chuẩn đó hoàn toàn vô nghĩa. Vì thí dụ như nó có bị kiểm tra thì nó cũng đâu có liên quan tới cái chuẩn đó đâu, tại nó đâu đang lưu hành ở Hoa Kỳ. Nên anh em đừng có bị cuốn vào cái chuẩn đó nha. Đôi khi làm người bán nón, người ta không phải là không đạt được cái chuẩn đó, mà người ta do cái nhu cầu của khách hàng nhiều quá, người ta làm tem giả, người ta dán lên đó, đó là có. Cái chuẩn đó nó chỉ có ý nghĩa khi ở bên Mỹ đó nha anh em. Rồi thí dụ như nó sẽ có nhiều chuẩn nữa, như chuẩn ISO và chuẩn SAT. Thí dụ như cái nón 2GB này, phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm, thì là đây là cái nón chẳng những nó là chuẩn đó, đây nó có chẳng những nó là chuẩn đó, mà nó còn là chuẩn SAT, chuẩn SAT mà SAT 5 sao nữa. Cái chuẩn này các bạn biết không, nó rất là khó đạt được. Tại vì cái chuẩn này nó mỗi một bước thí nghiệm của nó phải thực hiện tới 7 lần, mà nó tới 32 bước thí nghiệm. Khi các bạn đáp ứng được hết thì nó mới đạt ra được cái chuẩn SAT 5 sao. Thì cái chuẩn này nó cực kỳ an toàn. Nó sẽ, trong đây mình sẽ nói một sơ sơ về cái chuẩn SAT, có nghĩa là nó phải chống được cái lực da đập nhiều phía, nó chống được cái lực da đập tập trung, có nghĩa là đôi khi mình té vừa vật nhọn nó đâm á, rồi chống rung lắc ở một cái tốc độ nào đó, rồi chống mài mòn khi mà mình té xuống mình chà đó. Nói chung là những cái tiêu chuẩn cơ bản của nó là phải như vậy. Còn những cái tiêu chuẩn cao cấp nữa là bên nội thất bên trong, ví dụ như kiến này nọ, là nó còn nhiều lắm. Nhưng mà muốn đạt được cái chuẩn SAT 5 sao này khó lắm. Hầu như những cái nón mà đạt được cái chuẩn SAT 5 sao này là cũng phải 1.000 cái lên á, chứ không có cái nào hình như là mình biết là không có nào dưới 1.000. Rồi hôm nay mình sẽ review sơ về cho các bạn thấy cái nón AGV Avista bản carbon kỷ niệm 70 năm. Thì cái bản này nó có gì khác với ấn thường? Thứ nhất là nó, những cái đường viền này của nó nè, các bạn để ý nó là màu vàng. Còn những cái bản mà bình thường á, bản không có giới hạn á, thì nó sẽ là màu đen. Đó là đặc điểm nhìn dạng bên ngoài của nó. Thứ nhất là cái đời 2018 này nó sẽ cải tiến ngay cái chỗ góc nhìn phía trên, là nó mở rộng thêm 15 độ nữa, là để cho khi mà mình núp gió đó, nó sẽ tăng thêm cái góc nhìn. Và cái phần càm trước của nó thiết kế nhọn hơn, nó làm cho cái nón ngầu hơn và giảm áp lực khi mà chịu tác động của gió. Khi mình chạy tốc độ cao, gió nó sẽ luồn ra rất là nhanh, giảm áp lực trên cái đầu chúng ta đó. Và còn đặc biệt là cái kiến này nè, nó sẽ có hai chế độ đóng, một chế độ đóng hờ và một chế độ đóng chặt. Đóng hờ nghĩa là mình để mình đi phố á, đó là mình đóng hờ thôi, để mình dễ mở lên tiếp xúc với bạn bè, hoặc là để cho khí nó thoát ra thoát vô dễ. Còn một chế độ đóng chặt là mình phải bấm xuống, đó là khi đó là cái nón nó sẽ rất là chắc, khó bị xúc cái kiến này ra lắm. Để nó đảm bảo khi ví dụ như có va chạm thì cái nón này nó không, cái kiến này nó không có dở lên, để không có những cái vật cản mà để đâm như mặt chúng ta, bảo vệ chúng ta rất là tốt. Rồi là trong đây, nón thường thường những cái phiên bản cao cấp này nó sẽ có cái đường ống nước đó, anh em thấy không, cái đường ống nước này á nó sẽ lòn xuống càm để cho mình uống. Còn một dây cái đầu còn lại nó sẽ lòn ra giáp và để đi tới một cái bình chữa nước nào của mình á. Nhưng mà anh em Việt Nam mình chơi cái này, mình thấy cái này chắc nó vô nghĩa quá. Tại vì thường thường cái giáp ở Việt Nam mình nó đâu có cái bộ nào mà để chứa được chai nước đâu. Còn anh em nào muốn xài thì lấy chai nước suối kẹp lưng quần nha. Chứ mình thấy cái đó nó hơi bất tiện. Và một điểm trừ nữa của cái AGV này á, không biết là điểm trừ hay điểm cộng. Tại vì thường thường á là cái nút ở đây, nút gạt á, nó sẽ thuận tiện cho mình hơn lúc mình lưu thông. Nếu nực quá mình mở cái nút này lên cho gió nó thoáng, đúng không? Còn không cần thiết thì mình đóng lại tránh bụi. Nhưng mà cái này nó là nút dở đó, nên lúc ví dụ như mình đang chạy xe mà mình dở lên á thì biết cầm đâu, không lẽ bỏ vô họng ngậm chạy. Rồi nhưng mà cái lợi của nó đó là sau này khi mà chúng ta thay thế á, những cái nút gạt á, nó mà hư rồi là coi như nghỉ thay. Còn những cái này hầu như là nó không có gì để hư hết. Ví dụ như nó có mất miếng dán này chăng nữa thì mình mua miếng dán khác mình dán. Đó, nó là một cái lợi và cũng là một cái hại của hai cái khe gió này. Nói chung nhìn bề ngoài thì hai cái nón này nó gần như giống nhau, nó là khoảng giống nhau khoảng 90%. Nhưng mà thật sự nhìn chi tiết và chất liệu thì nó một trời một vực lắm. Cái nón này nó cũng không phải là nón phay gì, nó là hàng róc của Thái. Nhưng mà bảo đảm là kiểu dáng nó đã có nhái rồi à. Nhưng mà nó không nhái toàn diện hết, nó vẫn để là cái một số kiểu như là để cho không bị kiện thôi.
chứ còn thực sự này nhìn rất là giống, form rất là giống, đuôi gió rất là giống đó. Anh em có muốn mua một cái nón tầm trung á thì mình khuyên anh em lựa, cũng nên lựa những cái nón thương hiệu, có nghĩa là nhiều người sử dụng rồi người ta tin tưởng. Thứ nhất là đôi khi mình gặp tai nạn á thì cái nón nó mới phát huy hết tác dụng, chứ bình thường thì nón triệu mấy nó cũng như nón mấy chục triệu anh em, nhìn bề ngoài nó đẹp hết á, đẹp như nhau hết, nước sơn cũng bóng bẩy nhau hết á, nhưng mà khi nó té thì đây là một cái sợi carbon, khi các bạn da đập vào thì cái lực nó sẽ truyền tải cho hết cái nón, tại vì nó đổ sợi nó sẽ chia đều ra cái nón. Còn khi mà những cái nón mà thấp tiền á, những cái nón mà nó đổ khuôn cái phần nhựa và phần xốp á, thì các bạn té xuống chỗ nào thì chỉ có chỗ đó nó bị tác động lực. Ngày xưa mình có đội cái nón Bion á, thì lúc mà mình té cái nón nó chỉ chạy con miếng rồi, nhưng mà về nhà cảm giác cái đầu mình nó nhức đầu lắm, khó chịu lắm, nên từ đó về sau mình không chọn cái dòng Bion đó nữa. Thật sự là cái nón Bion nó ngày xưa lúc mà thời điểm mình mua năm 2013-2014 nó rất là đẹp, nhưng mà nói chung là đội mình cảm giác là nó không có an toàn, không có tin tưởng nó, thì tiền nào của đó mà. Nên anh em nên chú trọng cái việc mua nón bảo hiểm mà để bảo vệ cái đầu, chứ không phải là mua nón bảo hiểm là để tăng cái độ đẹp trai. Nên anh em phải chọn lựa cho kỹ, tại mình chơi xe mà, cái môn chơi này nó lành mạnh chứ nó không có lành lặn đâu, mình phải đề phòng gọi là tối đa cái mức chấn thương của mình khi gặp tai nạn. Rồi còn mình nói anh em, nếu mà anh em đi mua nón á thì anh em nên ra hẳn cửa hàng, lựa những cái hàng uy tín và những cái thương hiệu uy tín. Còn việc lựa chọn nón á thì mình phải đeo trực tiếp vào cái đầu mình nha, rồi mình có thể thử cái lớp xốp bên trong cho vừa đó, là bằng cách mình đội vô là mình thấy hai cái gò má mình nó độn lên, mình lắc mạnh qua một bên mà nó không có gọi là bị sụp xịt á thì mình sẽ lấy. Còn nếu mà chặt quá thì cũng không được, tại vì nó sẽ ngăn cản việc lưu thông máu á, nó sẽ gây ra hiện tượng nhức đầu lắm, khi đi xa sẽ rất là khó chịu. Nên anh em nên ra tiệm mua, chứ đừng có ngồi ở nhà thử lấy cái thước đo vòng đầu rồi hỏi thằng bạn mình nó bằng vòng đầu của mình thì nó mua nón nhiêu, mình mua nón vậy là không đúng. Tại vì đôi khi cái mặt nó mặt dài, mặt mình mặt tròn, hoặc là ngược lại á, thì mình sẽ mua cái nón về mình đậu không ưng ý. Nó bảo hiểm là một vận, gọi như là nó gắn bó với dân chơi xe dữ lắm, nên mình chỉ cần mua không ưng ý là mình đổi khó chịu lắm nha anh em. Đó, còn cái dụ như mà lựa chọn cái sản phẩm như thế nào, thương hiệu như thế nào, đó là tùy thuộc vào kinh tế của mỗi người. Chứ mình không khuyên anh em chơi hết AGV, em mình cũng không khuyên anh em chơi hết, ví dụ như cái hàng gốc này được, đó là cũng tùy cái sở thích, cái firm của anh em và tùy cái điều kiện kinh tế của anh em mà anh em chơi. Thì nói chung cái này mình khuyên về giáp và nón bảo hiểm á, thì cứ chơi lúc cán, nói chung là khả năng mình nhiêu mình cứ chơi cho hết nhiêu, đừng có tiếc. Tiếc có thể tiếc đồ trên xe đó, nhưng mà những cái phần này là không tiếc. Anh em mình chơi xe mà tai nạn nó chắc chắn nó sẽ đến á, nhưng mà nó không biết là nó đến lúc nào, hay là đến gọi là cái độ nặng nhẹ nó ra sao thôi, nó chắc chắn nó sẽ đến. Mình bảo đảm một điều, không phải là chù ẻo gì, nhưng mà chắc chắn đó. Thì nếu mà anh em mình chuẩn bị sẵn sàng hết thì nói chung là mình sẽ rất là nhẹ nhàng đón chào nó. Còn nếu mà mình lầy mà mình chơi mấy cái nón như là Ruvo 500.000 thì thôi, mình bao luôn. Mình đã cũng đã từng, thằng em nó đưa cho mình cái nón đó mình đội, thì nói chung là đội có mấy chục cây mà kiến thì hư, cái càm bật gỡ lên gỡ xuống thì cũng hư, rồi cái dây nón thì lại gài vô không được. Thì anh em thấy đó, có cái việc mà mới có mấy chục cây nó còn vậy thì làm ai đảm bảo cho mình cái việc mà mình té xuống nó sẽ như thế nào đó. Thì anh em nên, nói chung là cơ thể mình thì cái đầu nó quan trọng nhất, nên đừng có tiếc tiền đối với cái đầu. Khả năng mình có nhiêu thì mình cứ chơi nhiêu, nhưng mà phải là tốt nhất để bảo vệ cái trung tâm của mình. Rồi thì hôm nay mình cũng chỉ nói như vậy thôi. Thì mình mong anh em là đưa ra được cái sự lựa chọn đúng đắn cho một cái nón bảo vệ cái đầu của mình. Và nó cũng là một cái bộ gọi là một cái điểm nhấn để tăng thêm cái độ đẹp trai cho anh em biker. Rồi, Liêm Râu xin hết nha. Rồi, chúc anh em một buổi tối vui vẻ. Tại vì bây giờ cũng tới giờ đi uống cà phê rồi, ngồi nói nhiều nữa chút ra mấy ông già kia ông chữ chết á. Rồi, xin chào anh em nha.